này đẹp nè. Ủa, livestream rồi nè. Rẻ quá vậy. Chào cả nhà. Ngọc Huyền đang ở quán kem. Quán kem tên gì đây không biết. Chị có thấy là thấy một cái ông, ổng rất là vui, ổng cười vậy đó. Và quán kem này đó là chúng tôi không phải trả tiền, bởi vì ở khách sạn Kingdom một đêm tại Cao Hùng và chúng tôi được free hai đĩa kem rất là ngon. Đây, bây giờ chờ mời cả nhà cùng ăn kem với tôi nghe. Đây rồi, đây đó. Đó, kem ngon không? Đó, xài nè, nãy giờ chờ chú Sang với Bình nó ăn gần hết cái đĩa kem xài của tôi rồi. Nha. Yeah. Đây là Bình, đây là ông xã của Bình. Mình hôm qua có nước bông nữa mà mình bông hôm nay nó vắng rồi. Đây là Thúy Sang. Trời, đây là tôi, chị Huyền. Chào nữ hoàng trong tranh. Chị Huyền đang ở Cao Sùng. Đây là tức là tiếng Việt tập là Cao Hùng. Và bây giờ thì chị Huyền từ giã Cao Hùng để chuẩn bị về Đài Bắc. Hôm qua thì đi thăm Phật Quang Sơn đẹp lắm quý vị ơi. Chút nữa Ngọc Huyền sẽ gửi hình lên cho tất cả ngôi nhà tiếng của Ngọc Huyền và tất cả quý vị nào trên xem cái livestream của Ngọc Huyền sẽ được thấy nha. Em chào chị Thu Thủy nè, chào Út Nhớ nè. Rồi, chào anh Vũ nè, chào Nhung Lê. Nói chung là chào Thiện Tâm, chào Đặng Văn Cai. Nói chung là toàn là người nhà của chúng ta vào xem không. Đài Loan đây, Đài Loan đây. Và Cao Sùng, tôi đang ở Cao Sùng, chuẩn bị tạm biệt Cao Sùng về Đài Bắc. Chuẩn bị cho show kỳ bay tại Đài Bắc. Của sư cô Thanh Quế. Trong ban tổ chức thì có đoàn Văn Tiến, tức là Minh Tiến, hội phó hội người Việt Nam tại Đài Loan, tại Taiwan, cùng phụ tổ chức với cô, cũng như có cái hội từ thiện của bé Huyền Linh, không, Huyền Linh đã phụ giúp đỡ tại Đài Bắc nữa. Vui lắm cả nhà ơi. Đó, mà thấy không, trời ơi bắn tim quá trời nè. Được ăn quyền nó giờ ăn đi chứ, rồi giới thiệu xong rồi ăn đi. Ăn được rồi. Yeah, ăn đi ăn còn lại gì quá nè. Chưa. Khai sưa đó, thấy không, ở Đài Loan một hai ngày là đã biết nói tiếng rồi nha, tiếng Hoa gọi là xe. Cảm ơn. Và đặc biệt nha, đặc biệt là cái quán này là có một người Việt Nam của chúng ta làm, và cô ấy mới vừa nhận ra Ngọc Huyền mà chạy ra chào. Ngọc Huyền hả? Vui quá. Chào Diệu Thanh, chào Lê Diễm Thúy, chào chị Lâm Thu Thủy. Chị không qua Đài Loan được, hu, em biết rồi chị ơi. Chị phải đi Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản thì chị mới có visa Đài Loan. Hai chị ơi, còn chị chưa đi các nước đó thì chị phải xin phải 2-3 tuần hơi khó. Còn nếu chị đã đi các nước đó rồi thì chỉ trong vòng 3 ngày thôi là quý vị sẽ có visa vô Đài Loan. Với passport Việt Nam cũng rất là dễ dàng. Chào Dung Nguyễn, chào Thanh Phương. Chào con Thanh Phương. Dạ. Chào em Thiện Tâm. Chào Chế Thế Sang và mấy anh chị. Chào Cẩm Tú nè, quen thêm một người bạn Bình nữa nè. Cẩm Tú của chị đó. Bây giờ lúc đó chị với Thế Sang đó là đi xuống Cao Sum. Chị và đang đi xuống Cao Sum là hai đứa thôi. Mà bây giờ trở về Đài Bắc thành ba đứa, lời chưa? Là có một Bình đi theo nữa, chỉ có một Bông nó không đi theo đây. Là Bình đi thôi, Bông để lại nhà. Bông héo rồi để lại nhà. Không biết Bình Bông nó có vô coi không, mà xe cho Bình Bông đi, cho Bông đi Bình, cho nó vô coi. Nghệ sĩ Ngọc Huyền, kính đẹp quá chị ơi. Cảm ơn em. Nguyệt Kiều, chào Nguyệt Kiều, chào em gái Thị Lan của chị. Nè, các bạn đã có coi Bước Chân Hai Thế Hệ chưa? Ngọc Huyền với Dương Đình Trí đó, Sa Phu Đi Xứ, coi dễ thương không? Miễn Nguyên Nguyễn, khi nào chị chuyển chị Huyền sang khi nào chị Huyền sang Macau vậy chị? Ủa, em ở Macau hả? Macau là Minh Nguyễn. Macau Hồng Kông, chị Huyền cũng không biết nữa Minh Nguyễn ơi. Dạ rồi, chừng nào chị Huyền có đi Macau chơi chị Huyền sẽ báo cho em ha. Chị Ngọc Huyền ơi, mình hâm mộ. Cảm ơn Việt Mỹ rất là nhiều. Mỹ Anh Châu, chào Mỹ Anh Châu đang vào.
Chào Thanh Vân. Dạ em chào Thanh Vân. Rồi chào Phương Tấn, chào Quyền Trúc, chào Nguyễn Kiều. Chào Thu Sương Đoàn của chị Huyền. Chào Sarah Giang. Chào Lệ Diễm Thúy. Chào Yuki Quỳnh. Chào Kiều Thanh Trương. Chào em gái đẹp Lý Kim Ngân. À, rảnh ra coi chị Huyền livestream không? Đang ở Đài Bắc Cây, đang ở một cái quán kem. Đến ăn mình ăn free, bởi vì ngủ ở khách sạn đó, nó cho hai cái phiếu free. Tưởng đi bộ tới ai nhà lái xe một vòng, nội trả tiền xăng đủ hết tiền rồi. Nhưng mà vẫn ngon, ăn rất là ngon nha. Trái cây ở đây rất là tươi. Hôm qua đi chợ đêm mà cái mảng cầu nào bự như vậy nè. Và đặc biệt đó là Ngọc Huyền có mua được ba cái đèn phong thủy là hình trái bầu mà người ta điêu khắc bằng tay, đẹp quá, rất là đẹp. Nguyễn Tú Tâm nói coi trailer Ơn Trời thấy thấy hay quá chị ơi, trông chờ full chủ nhật này. Vâng, cảm ơn cả nhà. Chủ nhật này thì đón xem trên VTV3 không biết mấy giờ đó, chương trình Ơn Trời cậu đây rồi. Mong mọi người ủng hộ cho Ngọc Huyền nha. Lần đầu tiên tham gia cũng lo lắng dữ lắm, bởi vì chưa bao giờ chơi cái game này, một cái game mà một kịch bản chưa bao giờ biết trước. Mà hồi đó giờ Ngọc Huyền hát chính quy đó là toàn là phải có tuồng nè, rồi học tuồng nè, này nọ chứ đâu có được như vậy. Nhưng mà thôi, cũng may nhờ sự ủng hộ của rất là nhiều người, nhất là trưởng phòng Trấn Thành nè, rồi MC Xuân Bắc cũng nung đúc tinh thần, anh Hoài Linh nè cũng nung đúc tinh thần, rồi rất là nhiều người trong đó. Có Trường Giang nữa. Trước show Trường Giang cũng nói chuyện với Ngọc Huyền. Rồi có của ông Quang Nguyện. Ông Quang Nguyện là cũng ủng hộ cho Ngọc Huyền nữa. Nói chung là đủ hết rồi. Anh Trung Dân nữa, nhiều lắm, vui. Nói chung là tham gia game Ơn Trời thấy vui, vui, thoải mái đầu óc. Sau khi làm xong rồi thì cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái đầu óc, không có bị depressed, không có bị khó chịu, không bị stress gì hết. Trời ơi, hôm qua đi chợ đêm Thúy sang livestream thì có vài người, tôi chán muốn chết luôn. Thấy không, tôi mới livestream chút xíu cho mấy, gần 200 người vô rồi. Vui quá cả nhà, vui lắm. Đi Đài Loan rất là thích. Không khí thì nóng như Việt Nam, nóng quá nè, đổ mồ hôi rồi nè. Nhưng mà được cái cuộc sống này cũng không khác gì Việt Nam nè. Mọi người xem đi nha. Ở chúng tôi đang ngồi ở cái quán trong nhà mà che liều ra, làm bạc thành ngoài đường nè. Đó, thấy không? Đó, không có khác gì Việt Nam của chúng ta vậy, khí hậu. Nhưng mà cuộc sống rất là yên ả. Thật ra đó thì nơi đây thì không có kẻ trộm, không có kẻ cắp. Và nếu mà ai lợi dụng một các nước khác mà lợi dụng đến đây móc túi hoặc cướp giật là đều bị bắt ngay. Ngày hôm qua đó Ngọc Huyền, Thúy Săn và Bình đi chợ đêm về là 12 giờ hơn. Thế mà rất là an ninh, đường xá an ninh, không có một chiếc xe cảnh sát, không có một bóng cảnh sát. Nhưng mà lại rất là an ninh. Đúng là thành đất nước Đài Loan, Taiwan là một cái đất nước rất là yên bình cho những người dân. Và Ngọc Huyền cũng cảm thấy an lòng. Và chúc mừng cho tất cả những người Việt Nam của chúng ta đang sống tại Đài Loan. Một đất nước rất là hạnh phúc, một đất nước rất là yên bình. Và không có cái nạn mà cướp giật, xin ăn không có luôn. Không thấy luôn. Rất là tương đối, nếu mà nói sạch như Singapore thì không. Nhưng mà tương đối vệ sinh. Và đặc biệt là những cái người mà họ phục vụ mình từ ăn uống, từ khách sạn cho đến các nơi khu du lịch, họ lịch sự vô ngừng. Họ lịch sự và họ trân trọng cái người tourist, cái người mà đến với đất nước của họ. Luôn cả vào trong immigration, những cái người hải quan nó cũng giúp đỡ cho mình hết lòng luôn. Là tự họ ghi giùm mình luôn, không cần mình phải ghi nữa. Rất là dễ thương. Rồi bây giờ nói chuyện với ai đây? Chào cô, gọi con đi cô ơi. Chào Nhung Quỳnh. Chào em gái Võ Hà My của chị, bắn tim quá trời luôn. Xin cảm ơn. Và giờ chúng tôi chuẩn bị ăn xong là từ giả cao sừng trở về Đài Bắc. Đài Bắc gọi là gì? Là Taipei đó hả? Taipei. Cao sừng, từ giả cao sừng trở về Taipei để cho chuẩn bị show tả
tại Taipei của sư cô Thanh Quế cho chương trình từ thiện vào ngày mai lúc 16 giờ ngày 15 tháng 9 tại nhà hàng gì không biết. Có gì Ngọc Huyền sẽ thảy poster lên quý vị xem lại trang YouTube của nghệ sĩ Ngọc Huyền hoặc là trang Facebook nghệ sĩ Ngọc Huyền Official thì quý vị sẽ thấy nha, những quý vị nào, các em gái nào ở tại Đài Loan thì theo dõi nha. Hương Ngọc chào chị Ngọc Huyền. Cười cái cho em thấy đồng tiền nữa đi chị yêu. Cười rồi nè. Đồng tiền thiệt nha, không phải đồng tiền giả nha, không phải đồng tiền cắt nha. Chúc chị luôn mạnh khỏe. Cảm ơn Duy Tô Thủy. Duyên Trần yêu chị lắm. Cảm ơn em Liên Hoa. Sa Phu đi sứ phát sóng chưa chị? Chị Quyền không biết, nhưng mà nếu mà mua băng của bức chân hai thế thệ 21 chị đã có đó. Còn biết là Dương Đình Trí trên YouTube bỏ chưa? Dương Đình Trí trên YouTube chưa có post lên phần cuối cùng, thì có Sa Phu đi sứ ha, mọi người chờ đón xem nha. Huỳnh Minh Cương xin chào bạn Kim Ngọc Nguyễn Hoàng, thần tượng của con, xin cảm ơn. Hoàng Sơn chào chị Ngọc Huyền, chào em Hiếu Nguyễn yêu chị. Thật đấy, sáng nay mới vừa nghe kịch của chị, cảm ơn em rất là nhiều. Nguyễn Tú, Nguyễn Quanh, Thủy Lan, Thanh Thảo, hai cô Huyền chào. Thì cả nhà ơi, Ngọc Huyền sẽ có chương trình Ơn Rời Cậu đây rồi sẽ phát sóng trên đài VTV3 vào chủ nhật này, hình như 8 giờ thì phải. VTV3 chủ nhật vào lúc 8 giờ, mọi người nhớ đón xem nha. Ngọc Huyền sẽ vào phòng của trưởng phòng Trấn Thành, rồi Amy Nguyễn đó thì vào phòng của Trường Giang cũng dễ thương lắm, rồi Minh Tiệp thì vào phòng của Long Dữ đó, vui lắm. Nói chung là còn Xuân Bắc MC thì thôi tuyệt vời. Chàng bận đồ xanh xanh hồng hồng vậy đó, rất là nổi, mọi người rất là thích luôn. 17 tay con mới được sang Đài Loan, trễ show của cô mất rồi, ô thương quá. Thôi vậy mình có thể gặp nhau dịp khác ha Nguyễn Kim nha. Smith Mỹ Lương Đông chào, xin cảm ơn. Nôn xem trích đoạn của Ngọc Huyền với Dương Đình Trí, trích đoạn Sa Phu đi sứ hay lắm. Dương Đình Trí dàn dựng rất là đẹp, nào là cảnh múa nè, rồi cảnh đàn nè, rồi ánh sáng âm thanh cái gì cũng tuyệt vời hết. Nói chung là bước chân hai thế hệ 21 cũng là chương trình mà Ngọc Huyền mê lắm đó. Chị Ngọc Huyền dễ thương, vâng chị cảm ơn em. Mình luôn dễ thương để cho cuộc đời vui vẻ. Chương trình Ơn Rời Cậu đây rồi sẽ phát sóng vào lúc 21:15, là 9:15 chứ không phải 8 giờ nha cả nhà, tại sóng VTV3. Tại sóng VTV3 nha cả nhà nhé. Chào Anthony Võ. Anthony Võ có phải là anh Linh Tâm của tôi không trời? Nguyễn Tú Tâm. Tự Long, đúng rồi. Tự Long, tôi kêu ổng Long Tự. Tự Long, đúng rồi. Trời ơi, Tự Long dễ thương lắm. Ngọc Huyền mê Tự Long từ lúc mà thực ra Ngọc Huyền cũng ít coi hài, nhưng mà mê Tự Long coi lúc Ơn Rời Cậu đây trời, rồi Tự Long đóng cái vai ông Quang Huyền á, rất là vui, dễ thương lắm. Trời mà cái ông Quang Huyền mà, ôi ông Tiểu Long mà ông nói chuyện có duyên dáng, Ngọc Huyền cũng mê Tự Long. Nếu mà có cơ hội làm lại Ơn Rời Cậu đi rồi các mùa tới đó, thì Ngọc Huyền sẽ vào phòng của Trường Giang nè, rồi vào phòng Tự Long nữa. Ô mà chương trình tất cả ekip chương trình làm việc rất là dễ thương. Sau công ty Điền Quân của Đường Đến Danh Ca Vọng Cổ thì Ngọc Huyền rất là thích làm việc chung với công ty Đông Tây, với chương trình Ơn Rời Cậu đây rồi của tất cả các ekip làm việc thích lắm. Và một cái ekip nữa mà Ngọc Huyền rất là yêu mà quý vị cũng nhớ đừng bỏ quên đón chờ tại đài truyền hình Đồng Tháp, chương trình Tài Tử Miệt Vườn nha. Ngọc Huyền làm ban giám khảo cùng chị Thanh Hằng nè, và anh Việt Anh vui và dễ thương lắm luôn. Bên cạnh đó thì các thí sinh của Tài Tử Miệt Vườn rất là chân chất, thật thà, hồn nhiên. Và thật sự thì Ngọc Huyền có những người thân trong gia đình đó, giống như cô Ngọc Huyền đó, cô coi là cô khóc, cô nói là
những người thật là chân chất và họ đến với nghề bằng đam mê, cho nên là cô đã xem mà khi họ biểu diễn và khóc. Chỉ có là có khi đó thì làm ban giám khảo thì chị Thanh Hằng khó một chút, anh Việt Anh khó một chút và Ngọc Huyền khó một chút, nhưng thật sự trong tâm tư của chúng tôi là đều yêu tất cả những thí sinh tài tử miệt vườn và mong rằng đó là một sân chơi, một cái điểm sống thật là thú vị cho tài tử miệt vườn để tìm ra những tài năng cho sân khấu cải lương trong tương lai. Ha quý vị ha. Cẩm Tú thần tượng, cảm ơn. Thanh Thảo đang quá chin, cảm ơn Thanh Thảo. Nguyên Văn Nhân 2010 đẹp, 2018 vẫn còn đẹp như xưa. Ôi xin cảm ơn em. Chào Thắm Lê, chào Lê Mi. Ơn Rời, đúng rồi, Cẩm Tú nhắc lại đó, Ơn Rời phát sóng VTV3 lúc 9:15 tối nha cả nhà. Trần Ngọc Thảo, thương cô xin cảm ơn. Nôn Như, Hương Ngọc, chào tất cả quý vị nha. Thích bài hát của em quá. Dạ xin cảm ơn anh Nhân rất là nhiều. Anh Nhân có thể vào xem những bài hát của Ngọc Huyền trong nghệ sĩ Ngọc Huyền YouTube. Bấm nghệ sĩ Ngọc Huyền YouTube là sẽ ra link của nghệ sĩ Ngọc Huyền và quý vị có thể subscribe để mà chị Ngọc Huyền có như gọi là đăng ký đó, để có những chương trình mới là Ngọc Huyền sẽ thảy cho tất cả quý vị xem nha. Rồi, đâu coi Ngọc Vi Trân Trân, nhìn chị dễ thương, cảm ơn em. Thì tối hôm qua đó Ngọc Huyền đi chợ đêm về, về tới nhà mệt đấm lên nằm ngủ. Thì khi mà nằm ngủ đó quý vị, vừa mới nằm xuống này Ngọc Huyền nghe cái tiếng chị ơi. Thì Ngọc Huyền giật mình dậy, nhìn xuống cái hướng gọi không thấy ai hết. Thì lúc mà nhìn qua đó, bên giường bên kia thì Thúy Sang đang nằm ngủ rồi. Thì Ngọc Huyền mệt lắm, mà thường đó thì Ngọc Huyền rất là sợ ma. Nhưng sao lúc đó thì không có một cái điểm gì sợ hãi, nhưng mà không hiểu là ai gọi mình và trong giờ phút này hoặc là trong cái tiềm thức mình như thế nào mà lúc đó mệt quá rồi ngủ tiếp. Thì Ngọc Huyền ngủ tới 4 giờ. Lúc đó là Ngọc Huyền nghĩ chắc là 1 giờ đêm bên Canada là khoảng 12 giờ đêm bên Việt Nam mình. Thì Ngọc Huyền ngủ cho tới khoảng là gần 5 giờ sáng, lúc đó là 4:50 sáng đó. Ngọc Huyền giật mình dậy xong thì Ngọc Huyền cầm cái phone lên. Tự nhiên là với cái bản năng của mình cầm cái phone lên thì mở hình Facebook ra. Thì thấy tràn ngập trên Facebook là gì? Là hình của tất cả các nghệ sĩ, bạn bè, đồng nghiệp thương yêu đến hát và tiễn đưa Minh Hoàng, nhiếp ảnh gia studio cho sân khấu cải lương, cho kịch ảnh, nghệ thuật và điện ảnh vào giờ phút cuối ngày hôm qua. Minh Hoàng. Thì Ngọc Huyền coi rất là nhiều hình ảnh và rất là nhiều lời chia sẻ. Lúc đó Ngọc Huyền xúc động thật sự, bởi vì phải bị kẹt show ở bên Đài Loan, Ngọc Huyền không bay về kịp. Đó, không thể nào đưa tiễn em lần cuối. Thì tự nhiên Ngọc Huyền giật bắn mình chợt nghĩ lại. Thì ra có lẽ nào tối hôm qua em ấy đã gọi Ngọc Huyền. Ngọc Huyền nghe gọi đàng hoàng, chị ơi. Nhưng mà Ngọc Huyền không sợ, có một cái niềm gì đó giống như một người thân gọi mình mà quanh giật mình dậy, choàng dậy, ngồi dậy luôn đó quý vị. Nhìn chung quanh không thấy ai hết, nhìn bên này thấy Thúy Sang đang ngủ mà giọng của một người đàn ông, mà lúc đó Ngọc Huyền không nghĩ ra đó là Minh Hoàng gọi mình. Minh Hoàng gọi mình thì không nghĩ ra điều đó. Cho tới lúc mà Ngọc Huyền mệt quá ngủ tiếp đi cho tới 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng, giật mình vậy là tự nhiên cái lòng mình nó feel là muốn coi cái Facebook vào, và không biết là giờ nào sẽ đưa Minh Hoàng đi ra động quan đó để đi về cõi thật sự là an lạc nhất. Thì lúc đó Ngọc Huyền mới mở Facebook đó là tràn ngập hình của bên Minh Hoàng Studio. Ngọc Huyền không biết là vợ của Minh Hoàng hay là những người bạn đã giữ cái trang Facebook đó giúp đỡ, tràn ngập những hình ảnh đẹp của gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp kính yêu đưa tiễn Minh Hoàng. Ngọc Huyền cảm thấy hạnh phúc và ấm áp cho người em của mình là Minh Hoàng. Và cũng trong cái phút giây đó Ngọc Huyền nghĩ rằng là có lẽ em đã gọi chị thì chị hồi hướng tất cả những cái công đức làm việc mỗi ngày để gửi đến cho người em trai thân yêu của Ngọc Huyền, đó là nhiếp ảnh gia Minh Hoàng, và cầu mong em được về nơi cõi an lạc nhất. Vô thường thì ai cũng đã đến với chúng ta, quý vị biết rồi đó.
Nhưng nhiếp ảnh gia Minh Hoàng đó là lúc nào cũng đem cái niềm yêu thương và nụ cười đến cho tất cả những người mà anh được làm việc chung. Những cái bức hình của anh đem đến toàn cho họ những nụ cười và cái niềm hạnh phúc khi họ nhận được cái bức hình đó. Và anh đã làm hết lòng vì gia đình và con cái cũng như bạn bè. Anh đã làm được rất nhiều việc rồi. Tuy rằng anh ra đi trong cái thời điểm này, tuổi xuân vẫn còn nhiều và hoài bão vẫn còn nhiều, các anh còn rất trẻ. Con của anh, các con của Minh Hoàng vẫn còn rất trẻ. Mà Ngọc Huyền tin rằng là những người thân, những bạn bè đồng nghiệp sẽ luôn hỗ trợ cho vợ Minh Hoàng để đùm bọc chăm sóc hai đứa nhỏ lớn lên thành tài, là người hữu dụng cho xã hội, cho cuộc sống và gia đình. Cho nên là Minh Hoàng nơi đây thì Ngọc Huyền cũng xin chia sẻ và chúng ta cùng gửi một lời niệm Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật để mà đưa Minh Hoàng của chúng ta về nơi cõi an lạc nhất ngày hôm nay. Hà cả nhà Facebook của Ngọc Huyền. Rồi, thôi chia sẻ cái điều tâm linh đó để cho chúng ta cùng suy nghĩ và cùng một cái niềm tin là nếu mà chúng ta dù có ở xa cách mấy, nghĩ đến nhau, trân quý nhau thì dù chỉ là cái linh hồn thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể đồng cảm được trong một cái giây phút nào đó chúng ta nghĩ về nhau ha. Thì hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhau những cái niềm vui trong cuộc sống, cũng giống như là Ngọc Huyền nè, đi tới đâu nè thấy cái gì vui mà thật là thấy thoải mái tinh thần rồi sẽ chia sẻ cho tất cả quý vị Facebook và đặc biệt là ngôi nhà tiếng của chị Ngọc Huyền. Nói sao chị Ngọc Huyền đến Đài Loan mà từ hôm qua đến giờ thì sao chị Ngọc Huyền không có livestream. Thì bây giờ nè, quý vị có thể vào xem cái sự chia sẻ đầu tiên là Ngọc Huyền tới phi trường Đài Loan và Ngọc Huyền cảm nghĩ về phi trường phục vụ cho người dân như thế nào, đặc biệt là những người du hành qua cái sân bay của họ. Trên link nghệ sĩ Ngọc Huyền official nha, hoặc là quý vị có thể đánh nghệ sĩ Ngọc Huyền YouTube là quý vị sẽ nhìn thấy những cái clip post mới của Ngọc Huyền và đang edit tất cả những cái clip mà Ngọc Huyền quay ở Phật Quang Sơn. Tất cả mọi người sẽ được xem hay lắm, thành kính lắm. Và trăng một nơi đó gọi là đáng để mà đến cho chúng ta đến chiêm ngưỡng và gửi lời cầu nguyện cũng như là kính bái lễ Phật ở đó, tuyệt vời lắm, nấn lắm nha quý vị. Rồi bây giờ thì chào tất cả mọi người nha. Dạ cảm ơn Lê Thanh Hùng rất nhiều đã gửi lời Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật cho nhiếp ảnh gia Minh Hoàng. Hôm nay là ngày động quang và đưa người về nơi cõi an lạc nhất. Xin cảm ơn cả nhà. Nam Mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật và xin chào tạm biệt và hồi hướng công đức việc làm của tất cả mọi chúng ta cho những người thân yêu chung quanh ta được nhiều an lạc, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống nha. Bye, love you all. Chí Sang Bình. Rồi, chào không khí ở đây luôn nha. Bye bye.